Xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Media và quý vị trong chương trình Vận Hội Mới. Kính thưa quý thính giả, đây là chương trình hội luận vấn đề cần quan tâm và chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, là rất hân hạnh được hầu chuyện cùng quý thính giả trong chương trình hội luận hôm nay. Kính thưa quý thính giả, đây là chương trình nhằm đem đến cho tất cả quý khán thính giả những cái tin tức, những cái thông tin mới nhất cập nhật. Và chúng tôi cố gắng qua đó có thể có những cái chia sẻ, có những cái phân tích, có những cái bình luận để giúp cho tất cả mọi người chúng ta có thêm những cái chất liệu khi nhìn vào một số những cái biến động xảy ra xung quanh mình. Chúng tôi sẽ cố gắng để mà chia sẻ đến quý thính giả những cái tin tức mà nó liên hệ đến trực tiếp đời sống của mỗi một người chúng ta, cũng như là đời sống của quê hương đất nước này, cũng như là của toàn thế giới và quê hương Việt Nam của chúng ta. Kính thưa quý khán thính giả, đây là chương trình đầu tiên, do đó chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả hai vị khách sẽ thường xuyên cùng với chúng tôi thực hiện cái chương trình này. Người đầu tiên, và cả hai đều là những nhà bình luận thời cuộc rất quen thuộc ở trong cộng đồng Nam California của chúng ta. Xin giới thiệu đến quý khán thính giả, người đầu tiên là tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Ông là một trong những người rất am tường về những cái biến động xảy ra xung quanh, cũng như là những cái tình hình của thế giới, và cũng đã nhiều năm ở trong cái ngành về truyền thông. Người thứ hai mà có lẽ cũng quen thuộc với tất cả quý khán thính giả, đó là bình luận gia Nguyễn Kim Bình. Ông cũng là một trong những người rất quan tâm đến tất cả những cái tình hình chính trị, xã hội nói chung ở trong nước Mỹ cũng như toàn thế giới. Và đây là cái cơ hội để chúng tôi cùng trao đổi với nhau về một số những cái điều mà chắc hẳn đó là những cái việc mà tất cả quý vị đều quan tâm đến. Kính thưa quý khán thính giả, việc đầu tiên chúng tôi phải nói ngay là có lẽ trong những tuần lễ vừa qua, tất cả mọi người chúng ta đã trải qua những cái thời gian phải nói là rất là căng thẳng. Bởi lẽ cái cuộc bầu cử tổng thống ở tại Hoa Kỳ nó là một cái biến cố lớn, không riêng cho người Hoa Kỳ mà nó là cái biến cố lớn của toàn thế giới. Và nó đã tạo được cái sự quan tâm chú ý hầu hết ở trên toàn thế giới về cuộc bầu cử này. Lẽ dĩ nhiên là những người công dân Hoa Kỳ, tất cả mọi người chúng ta đều trực tiếp tham dự vào trong cuộc bầu cử này. Nó có rất nhiều những cái chuyện vận động trong thời gian qua, và nó cũng có rất nhiều những cái trao đổi, và có lắm khi rất là gay gắt. Nhưng mà thưa quý khán thính giả, cái việc vận động nó đã xong. Ngày hôm nay chúng ta đang ở trong cái giai đoạn để xem cái kết quả sau cùng của cái cuộc bầu cử mà chúng ta đã bỏ phiếu như thế nào. Và cái điều quan trọng hơn cả, thưa quý khán thính giả, trong cái phần đầu của chương trình hôm nay, khi nói về bầu cử, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến là một người công dân của đất nước dân chủ tự do, thì chúng ta sẽ hành xử như thế nào trước cái kết quả của cuộc bầu cử, dù thích hay không. Đấy là cái vấn đề mà chúng ta sẽ bàn ngày hôm nay trong cái phần đầu của chương trình. Và phần 2 nó sẽ là cái phần liên quan tới một số những cái hướng đi chúng ta đã trông thấy trong thời gian vừa qua ở tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, và chắc chắn trong tương lai nó cũng sẽ là những cái vấn đề mà thường xuyên tạo ra những cái sự chú ý, nếu không muốn nói là những cái điểm nóng của khu vực. Xin quay trở lại cái phần đầu liên quan tới cuộc bầu cử. Thì thưa hai anh Nguyên cũng như là anh Bình, trước tiên một cách vắn tắt, xin anh Nguyên có thể chia sẻ là ngày hôm nay sau hơn một tuần lễ chúng ta đã tham gia vào cái cuộc bỏ phiếu rồi đó, thì vấn đề hiện nay, cái vấn đề tồn động của nó như thế nào, và tại sao cho đến giờ này chúng ta vẫn chưa thấy có cái kết quả chính thức, thưa anh? Xin mời anh Nguyên. Dạ vâng, dạ, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trọng Việt và kính thưa quý vị. Thì cuộc bầu cử là ngày thứ 3 Tây tháng 11, tới nay là hơn một tuần lễ. Vấn đề nó chưa kết thúc là bởi vì có một số những cái tiểu bang mà nó chưa chính thức để mà đóng cái vấn đề mà kiểm phiếu. Thí dụ như Georgia, North Carolina, hay là ngay cả Alaska, mà vừa rồi Alaska cũng như vừa nói là mà Tổng thống Trump đã thắng 3 phiếu, 3 cái cử tri đoàn ở đó, hay là Pennsylvania, Nevada, Arizona chẳng hạn. Thì cái tiến trình bầu cử của Mỹ là nó được quy định bởi cái hiến pháp, và thường thường là từ khoảng 1840 cho tới nay
thì nó có cái sự thông báo gọi là tuyên bố ai thắng cử, nhưng mà nó không phải là chính thức, mà cái chuyện đó là do truyền thông dòng chính làm. Truyền thông báo chí dòng chính làm là bởi vì hồi xưa phương tiện truyền thông và vận chuyển nó còn rất là thấp kém, do đó có 51 cái cuộc bầu cử chứ không phải một cuộc bầu cử, 50 tiểu bang và DC. Do đó mà cái kết quả rất là chậm chạp, khó khăn, và do đó mà cái hệ thống mainstream media, truyền thông dòng chính họ vào cuộc, và họ khi mà họ biết chắc là ai thắng cử thì họ tuyên bố. Cái tuyên bố đó thường thường nó đưa tới, luôn luôn là đưa tới chính xác, nhưng mà nó không phải là cái tuyên bố chính thức. Và trong cái cuộc bầu cử này nó cũng vậy, là những cái truyền thông dòng chính họ ra tuyên bố là ông Biden thắng cử, nhưng mà nó cũng chưa phải chính thức, là bởi vì cái process, cái tiến trình nó vẫn tiếp tục nó diễn ra cho tới khi nào mà thư ký của tiểu bang nói là đóng cái thùng phiếu và đây là kết quả. Và nghi ngay như vậy nó cũng chưa có xong nữa, bởi vì nó sau đó là nó còn cái thủ tục về vấn đề mà cử tri đoàn vân vân họp và quyết định. Thì trong cái cuộc bầu cử này, mặc dù là truyền thông dòng chính tuyên bố là ông Biden thắng cử, và con số thắng cử như ta thấy hiện giờ hoặc là con số 279 hoặc là con số 290, và còn có thể nói là có thể còn là nếu mà không đếm phiếu mà không có gì khác biệt thì có thể nó lên là 306 của ông Biden. Tuy nhiên là cái chuyện mà bầu cử luôn luôn là nó phải đưa tới vấn đề phải trong sáng, mà muốn trong sáng thì để có tranh cãi thì phải có tòa án can thiệp vào. Và hiện giờ là có 6 tiểu bang mà bên phía Tổng thống Trump đang nộp đơn kiện, và do đó mà nó đang có cái sự tranh cãi. Dạ thưa anh. Vâng, cảm ơn anh Nguyên. Anh Bình có ý kiến gì liên quan tiếp nối cái câu chuyện mà anh Nguyên vừa mới chia sẻ thưa anh? Cái câu hỏi được đặt ra giống như tôi đã chia sẻ lúc ban đầu đó. Lý do gì mà giờ này chúng ta chưa biết, liệu những cái điều mà dự đoán của truyền thông dòng chính đó, cái mức độ khả tín nó tới đâu? Và chúng ta cũng trông thấy rằng là trong nhiều cái gọi là thống kê đó thì nó đã sai ghê gớm lắm rồi. Thì đây nó là một trong những cái điều mà có lẽ là chúng ta cũng cần nhìn lại một cách thận trọng thưa anh. Xin mời anh. Dạ, kính chào quý khán giả. Phải nói đây là một cuộc bầu cử chưa bao giờ thấy, trong một cái năm mà chưa cũng bao giờ không nghĩ là mà là một cái năm mà không giống như bất cứ năm nào. Cho nên nó có nhiều cái chuyện, đủ thứ chuyện bất ngờ. Đúng. Cho đến chiều ngày hôm nay, lúc mà mình thu hình đó, chiều ngày 12 tháng 11, đã 9 ngày sau cuộc bầu cử, thì hiện giờ ở hai tiểu bang sau cùng mà cứ là đang đếm phiếu hoài đó, Georgia thì đã xong rồi, tạm xong cái đợt đầu tiên. Arizona cũng chuẩn bị sẽ kết thúc cái đợt kiểm phiếu đầu tiên. Cho đến bây giờ, theo những kết quả và tất cả những tiểu bang đó, thì ông Biden đã dẫn trước ngay tại ở Pennsylvania, ở Georgia và Arizona. Cho nên các cơ quan truyền thông họ dựa vào đâu mà họ dám kết luận là ông Biden thắng cử từ ngày thứ Bảy vừa rồi? Thì họ dựa vào cái chiều hướng kiểm phiếu tại Pennsylvania, Michigan và Wisconsin thì đã kết luận là ông Biden thắng rồi. Họ nhìn thấy cái chiều hướng này thì Biden sẽ thắng ở Pennsylvania luôn. Cho nên họ mới tiên đoán là Biden sẽ thắng Pennsylvania, và vì vậy có đủ số 279. Dựa vào cái lời tiên đoán của các cơ quan truyền thông thì ông Biden mới tuyên bố ông đã thắng cử rồi. Thì tất cả những cái đó là nó dựa lên cái truyền thống của nước Mỹ như anh Nguyên có nói lúc nãy, chứ thực sự thì nó không có cái hiệu lực về pháp lý. Đối với ông Trump thì bây giờ họ chờ đợi đến ngày hôm nay nè, sau khi kiểm phiếu xong hết ở Arizona và ở Georgia. Kết quả Arizona đó thì cho thấy là Biden đang dẫn trước 12.000 phiếu và ở Georgia thì khoảng 14.000 phiếu. Nếu tính theo tỷ lệ đó thì cái khoảng cách giữa hai ứng cử viên là khoảng 0.3%, tức là 3 phần ngàn đó. Vì cái khoảng cách nó nhỏ như vậy cho nên bên phía ông Trump họ hy vọng, thì bây giờ họ đang chờ đợi. Theo luật của cả hai tiểu bang thì tự động sẽ có kiểm phiếu lại, cho nên họ chờ đợi cái đợt kiểm phiếu thứ nhì nè. Và ở Georgia ngày hôm nay thì mới vừa thông báo là cái đợt kiểm phiếu lại đó, người ta sẽ đếm bằng tay luôn. Đúng. Tức là người ta không những là người ta kiểm tra cái máy có chính xác hay không, mà người ta kiểm tra từng cái phiếu nó có hợp lệ hay không. Chính vì cái việc đó cho nên bên ông Trump họ hy vọng, họ đang tập hợp ba cái nhóm luật sư ở tại Pennsylvania, tại Arizona và tại Georgia. Mục tiêu của họ là gì? Họ muốn khui ra tất cả những cái phiếu, nhất là những cái phiếu bầu bằng thư. Vì họ nghi, chưa biết là có thật hay không, nhưng mà họ nghi là những phiếu bầu bằng thư này nó sẽ có vấn đề. Và mục tiêu của họ là nếu mà họ loại được 0.3% ở mỗi một tiểu bang thôi, nếu họ loại được 12.000 ở Arizona và 14.000 ở Georgia thì cái kết quả nó ngang ngửa trở lại. Đó là mục tiêu của họ ở ngay hai tiểu bang đó. Riêng ở Pennsylvania đó
thì khó hơn. Là vì cái mức chênh lệch bây giờ đó, Biden đã, sau khi kiểm phiếu đợt đầu thì Biden đang dẫn trước khoảng 50.000 phiếu, tỷ lệ là 0.8%. được. Cho nên ở Pennsylvania đó thì hiện giờ nó nằm ngoài cái con số tối thiểu để mà đếm lại. Thì bên phía ban vận động của ông Trump á, các luật sư của ông Trump họ sẽ đi kiện ra tòa để họ yêu cầu tòa ra một cái lệnh kêu Pennsylvania đếm lại. Thành công hay không thì mình chưa biết. Nhưng bên phía ông Trump cần phải đảo ngược kết quả ít nhất là 3 tiểu bang. Cho dù có đảo ngược được kết quả ở Georgia và ở Arizona nữa, thì họ chỉ lấy được thêm có 27 phiếu cử tri đoàn nữa thôi. Họ cần cái kết quả ở Pennsylvania, hoặc là kết quả kiểm phiếu lại ở Wisconsin. Con đường Wisconsin á, nếu thành công ở 3 tiểu bang thì có thể một là đảo ngược lại kết quả bầu cử. Nhưng mà bây giờ cái chuyện nó quá xa xôi rồi. Cái mà bên ông Trump họ muốn á, là đủ để gây ra một cái sự deadlock, một cái sự bế tắc ở trong cử tri đoàn. Để làm gì? Để sau đó rồi sẽ có những cái thương lượng sau đó. Thì cái đó là mục tiêu chiến thuật của họ nếu đạt được. Chứ còn cái chuyện mà đảo ngược kết quả thì bây giờ phải công nhận là xa xôi thôi. Vâng, cảm ơn anh. Rõ ràng chúng ta trông thấy một điều đó là cái lần bầu cử kỳ này nó quả thật nó khác rất xa với những cái lần bầu cử trước đây. Vì tôi ở đây cũng 40 năm, tôi cũng đã quan sát rất nhiều cuộc bầu cử. Thì đúng là từ trước đến giờ đó, ngoại trừ cái cuộc bầu cử năm 2000 giữa ông Bush và ông Al Gore đó, thì vì cái cuộc kiểm phiếu ở tại Florida cũng thế, nó gần nhau quá, cho nên phải đếm đi đếm lại ở hai cái county. Và sau khi đếm 37 ngày thì cuối cùng là tối cao pháp viện phải bước vào để yêu cầu ngưng không đếm nữa và phải chấp nhận kết quả sau cùng. Thì đấy là cái sự kiện xảy ra năm 2000. Ngày hôm nay đó thì nó đang có một số cái vấn đề liên quan tới mình nói là kiểm phiếu lại. Khi mà nói kiểm phiếu lại thì cái danh từ đó nó gọi là recount, nó cũng hơi tổng quát. Nó sẽ phải trải qua ba cái tiến trình. Tiến trình thứ nhất, người ta phải xem lại toàn bộ cái hệ thống thu lượm dữ kiện xem nó như thế nào. Cái cách mà mình lấy phiếu, cái cách mà mình kiểm tra tên, chữ ký nó có thích hợp hay không, vân vân. Và sau khi cái hệ thống thu lượm dữ kiện đó nó đã được trải qua rồi thì lúc đó mới đi đến cái giai đoạn kế tiếp là như vậy thì những cái người bỏ phiếu này đó họ là ai, họ có phải là người bỏ phiếu legal, tức là hợp pháp hay không, hay là có những cái trường hợp nào bất hợp pháp không thì phải tìm cho ra nếu có. Rồi sau đó nó mới đến cái chuyện sau cùng là đến những cái gọi là lá phiếu hợp pháp. Cho nên đây nó là một cái tiến trình khá là dài, chứ nó không phải đơn thuần là một cái chuyện mà chỉ nói cái chuyện đếm phiếu lại không mà thôi. Vâng, thưa quý khán thính giả, trong cái hoàn cảnh này đó thì lẽ dĩ nhiên là quý vị có thể ủng hộ cho một ứng cử viên. Cái chuyện đó đối với cá nhân chúng tôi đó nó không quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ này là sau khi mà mọi chuyện đã hoàn tất với tất cả những cái cuộc kiểm tra một cách minh bạch, một cách công khai, thì cái kết quả đó nó như thế nào thì chúng ta sẽ có cái thái độ ra sao. Tôi cho rằng đấy là cái điều quan trọng mà chúng ta sẽ thảo luận trong cái phần kế tiếp của cái phần đầu này. Là một người dân sống ở trong một xã hội dân chủ, trước tiên tôi phải nói, nhìn vào cái lịch sử của quốc gia này thì với cái thể chế mà nó đã vận hành trong vòng hơn 200 năm thì phải nói đó là một cái nền tảng hết sức là vững vàng để giữ cho cái quốc gia này nó tiếp tục đi lên và tiếp tục có thể nói là thăng tiến một cách hiệu quả. Lẽ dĩ nhiên trong bất cứ một cái giai đoạn nào thì nó sẽ có những cái sự dao động và quốc gia này cũng đã trải qua rất nhiều những cái biến động lớn trên thế giới, và từng hoàn cảnh như vậy thì đều có thể vượt qua một cách tốt. Cho nên đối với tôi, nhìn vào cái lịch sử của quốc gia này thì tôi tin tưởng một điều là cái thể chế này nó sẽ giúp cho cái quốc gia này tồn tại và đi tới. Thế thì chúng ta là những cái người công dân tham gia vào cái cuộc bầu cử đặc biệt trong cái giai đoạn này thì chúng ta cần phải suy nghĩ ra sao, lựa chọn như thế nào, hành xử như thế nào. Thì đây là cái điều mà tôi muốn nêu ra để mời hai anh có ý kiến. Trước tiên xin mời anh Bình. Dạ, theo nghĩ cái cách đầu tiên mà mình phải nhìn vô cái việc bầu cử này á, nó nhắc lại cho mọi người nhớ là trong hiến pháp Mỹ có một cái cử tri đoàn. Và hiến pháp có ghi rõ là mỗi một tiểu bang theo một cái quy trình nào là mà họ tự đặt ra để họ sẽ chọn ra một cái phái đoàn gồm có bao nhiêu người đó để tham gia vào cái việc bầu cử tổng thống. Cho nên tất cả những tranh chấp này nè, nói cho cùng á, hiện giờ nó là cái vấn đề của tiểu bang Pennsylvania, của Georgia, của Arizona. Người dân ở ba tiểu bang đó làm gì thì làm, qua tòa án, qua hình thức kiểm tra phiếu lại, họ sẽ quyết đi đến cái quyết định sau cùng của họ. Tại vì thực sự
20 phiếu ở Pennsylvania, đó là cái chủ quyền của người dân Pennsylvania. Đúng rồi. Chúng ta ở Cali, thật sự chúng ta có quyền phải bình luận tất cả cái gì. Mình có thể gửi tiền về, có thể đi biểu tình để ủng hộ tinh thần bên này ở bên kia. Đúng. Nhưng mình phải hiểu rõ như vậy. May mắn là California không phải là một cái tiểu bang tranh chấp, cho nên thật sự mình không có lo về chuyện nội loạn ở đây nhiều. Đúng rồi. Thì bây giờ với cái tinh thần đó thì mình phải, đương nhiên là ngay cả tố cáo pháp viện có một cái sự ngộ nhận rất là lớn của khán giả Việt Nam mình, là tố cáo pháp viện sẽ quyết can thiệp và quyết định ai thắng ai thua. Cái đó không phải việc của tố cáo pháp viện. Đúng rồi. Họ sẽ can thiệp nếu tòa ở dưới xử xong và kháng cáo lên với họ, và họ sẽ giải quyết từng cái vấn đề kỹ thuật, những cái chi tiết, thử coi là cái tiến trình kiểm phiếu và kiểm phiếu lại này nó có hợp với lại luật pháp của từng tiểu bang hay không, và nó có hợp với cái luật pháp chung của liên bang, với hiến pháp hay không. Đó là cái cuộc tranh cãi như vậy, chứ họ không quyết định ai thắng ai thua. Cho nên ví dụ bây giờ thì vấn đề của người dân của ba tiểu bang đó, còn có thêm một cái điều nữa cho các khán giả mà ủng hộ cho cả hai bên đều có thể tin tưởng được, là ví dụ như Pennsylvania có một thống đốc dân chủ, nhưng mà quốc hội đó là Cộng hòa. Họ sẽ giám sát lẫn nhau, và có hai cái đảng rất là mạnh, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đều có mặt ở trong cái tiến trình này. Tại Georgia và Arizona thì có hai thống đốc Cộng hòa, hai người Secretary of State hiện giờ đó là cũng là hai người Cộng hòa, và quốc hội cũng là quốc hội Cộng hòa. Cho nên mình có thể yên tâm đó là không có ai mà chèn ép, ví dụ Dân chủ chèn ép Cộng hòa hay là Cộng hòa chèn ép Dân chủ quá đáng. À, vì nhờ có cái lưỡng đảng và cái tiến trình nó sẽ xảy ra bên trong ba tiểu bang đó, cho nên mình tin tưởng cái sự gọi là cái tinh thần làm việc nghiêm chỉnh của cả ba chính quyền đó. Đúng như vậy thưa anh. Xin mời anh Nguyên. Dạ, kính thưa quý vị, thì mỗi một quốc gia họ xây dựng cái quốc gia đó trên một số những cái nền tảng mà gọi là nòng cốt. Thí dụ như Liên Xô trước khi sụp đổ, nó đặt trên cái nền tảng ý thức hệ cộng sản. Nó là 16 nước nằm, nó được xây dựng trên cái ý thức hệ cộng sản. Khi mà người dân tin vào cái ý thức hệ đó thì cái quốc gia nó còn. Không tin vào cái ý thức hệ đó nữa thì overnight, qua một đêm là nó sụp đổ rồi, cái quốc gia nó mất tiêu. Chỉ còn lại nước Nga. Nước Nga là một country, nhưng mà Liên Xô là một quốc gia ý thức hệ. Hoa Kỳ là một quốc gia mà nó xây dựng trên một cái set of value, một cái hệ thống giá trị cao cả của con người. Hệ thống giá trị nó dồn vô để vào trong cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Có thể là Hoa Kỳ một quốc gia xây dựng bởi cái hiến pháp Hoa Kỳ. Thì với cái hiến pháp Hoa Kỳ họ xây dựng cái dân chủ, và họ thăng bằng giữa là người dân và cái số tiểu bang tham dự. Trong cái tiến trình đó thì họ muốn là dân chủ, thì tất cả những người dân của mọi nẻo đường đất nước của Hoa Kỳ đều có cơ hội lãnh đạo, tức là qua cuộc bầu cử dân chủ, đa số lãnh đạo, thiểu số phải được bảo vệ. Người ta nói, thường nói là đa số thắng thiểu số, nhưng mà không phải, ở Hoa Kỳ là đa số lãnh đạo và thiểu số được bảo vệ, chứ không phải là chỉ theo mà không được bảo vệ. Thì với cái sự xây dựng đó thì họ muốn là trong tất cả những cái người dân trong Hoa Kỳ đều có cơ hội để lãnh đạo, đều có cơ hội để làm tổng thống. Nhưng mà khi làm tổng thống có cơ hội lãnh đạo rồi thì cũng không được làm cho nó hư cái hệ thống đó, là cái hệ thống dân chủ pháp trị của Hoa Kỳ. Thì trong cái cuộc bầu cử này cũng có thể nói là một cái gọi là stress test, một cái test để mà cái sức chịu đựng của cái hệ thống như thế nào. Và có thể nói là cái test đã cho thấy cái hệ thống đó rất tốt, nó rất thành công. Nhiều người bên ngoài Hoa Kỳ nghĩ rằng cái hệ thống dân chủ của Hoa Kỳ là rối loạn, nghĩ rằng cái hệ thống đó không bằng cái hệ thống của cái chế độ nghị viện, tức là chế độ mà ông thủ tướng lãnh tụ đa số trong quốc hội nắm quyền. Nhưng mà có thể nói rằng chúng ta ở trong nước Hoa Kỳ, chúng ta sẽ nhận thấy rằng Hoa Kỳ cho chúng ta nhiều cơ hội hơn để mà tham gia chính quyền, và cũng không cho ai được phép được có thể mà làm độc tài trong cái hệ thống chính quyền của Hoa Kỳ. Cái hệ thống gọi là dân chủ pháp trị của Hoa Kỳ nó đã qua nhiều thử thách, và cứ mỗi thử thách thì cái định chế, những cái định chế dân chủ của Hoa Kỳ nó chắc vững chắc hơn. Do đó hiện giờ chúng ta thấy cái tiến trình nó chạy gần như là tiến trình của những định chế dân chủ Hoa Kỳ nó đừng vận hành, mỗi cá nhân cuối cùng rồi bắt buộc phải theo là cái sự vận hành của định chế và hệ thống. Dạ thưa. Vâng, cảm ơn anh. Đúng như vậy, tôi hoàn toàn tâm đắc với lại cái ý kiến của anh Nguyên cũng như của anh Bình. Và thưa quý khán giả, đây nó là một cái xã hội nó được xây dựng trên một cái thể chế dân chủ, mà đồng thời nó là một cái chế độ cộng hòa.
Và vì vậy chúng ta thấy đó là mọi người dân đều có cái thẩm quyền tham gia vào trong cái đời sống chính trị của đất nước này. Tham gia như thế nào thì chúng ta trông thấy nó có nhiều cái cách. Bầu cử tổng thống thì chúng ta chỉ có thể tham gia một cách gián tiếp, không trực tiếp. Nhưng mà dù dưới hình thức nào đi chăng nữa thì cái tiếng nói của người dân nó vẫn là cái tiếng nói quyết định sau cùng. Và tôi cho rằng đấy nó là một cái điều then chốt. Cái điểm mà anh Nguyên vừa mới nói mà tôi nghĩ rằng hết sức là quan trọng và tôi xin phép được lặp lại ở đây đó. Nó là một cái thể chế dân chủ. Điều đó có nghĩa là quyết định của đa số phải được tôn trọng. Cái đó mình đều biết hết rồi. Tuy nhiên, một cái khía cạnh hết sức quan trọng ở đây là thiểu số phải được bảo vệ. Cho nên nếu quý vị là cái người mà ủng hộ cái phe bên thắng cử kỳ này đó thì chúng ta có thể vui mừng. Nhưng mà đồng thời cái người mà rơi vào cái tình trạng gọi là thua đó thì chúng ta sẽ được bảo vệ, vì không ai có quyền lấy thịt đè người ở đây. Cho nên đấy là một cái nguyên tắc mà chúng ta nhìn thấy trong một cái xã hội dân chủ như là xã hội Hoa Kỳ này. Nó là một cái ưu điểm rất lớn. Và đối với riêng tất cả mọi người chúng ta, tôi biết là nó có rất nhiều những cái thảo luận ở trong gia đình, trong bạn bè, và có lắm khi có thể đi đến cái chỗ mà nó là gây gổ với nhau nữa cơ. Thì chúng ta nhớ một điều, trong cái tình huống này, sau khi cái kết quả sau cùng mà đã được công bố thì chúng ta phải chấp nhận nó. Và chúng ta có thể có những cái điều bất đồng với nhau, nhưng không thể vì thế mà bất hòa. Phải đem lại cái sự hài hòa chung, vì đó mới thực sự là cái tinh thần dân chủ mà chúng ta cần phải có trong một cái xã hội dân chủ này. Và sau cùng, thưa tất cả quý vị, không có cái việc gì nó tồn tại lâu dài. Cuộc bầu cử tổng thống lần này nó chỉ kéo dài và nó chỉ có giá trị trong 4 năm thôi. Nếu quý vị không vừa lòng với nó thì 4 năm sau quý vị có quyền thay đổi nó. Cũng thế, người dân Hoa Kỳ sẽ làm cái công việc đó. Và ở Hạ viện, liên bang thì cứ mỗi 2 năm là chúng ta có thể thay đổi. Thượng viện thì có thể tùy theo 1/3. Nhưng mà ít nhất chúng ta hiểu rằng là điều hành cái quốc gia này sau cùng nó vẫn đến từ cái người dân sẽ quyết định trong cái việc đó. Và vì thế chúng ta cũng không có lý do gì mà cảm thấy thất vọng hay là vui mừng một cách quá đáng. Vì sau cùng thì tương lai của quốc gia và tương lai của mỗi một người chúng ta nó vẫn là những cái gì tôi cho rằng là cao đẹp, và chúng ta có quyền hy vọng vào những cái tốt đẹp của tương lai. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin chấm dứt cái phần thứ nhất của chương trình hội luận ở đây, và khi quay trở lại chúng tôi sẽ nói về cái chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Đây nó là một cái chiến lược mà chúng tôi nghĩ là chắc chắn nó, trong thời gian tới nó sẽ trở thành những cái điểm nóng quan trọng mà chúng ta không thể không nhìn thấy. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán thính giả.